Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Đàn em sẽ giới thiệu bác một dòng xe được kết hợp giữa dòng touring và dòng đua. Đây là một chiếc xe đầu tiên về lại của em với được trang bị bộ khung siêu nhẹ Alu XSRR, và đây là chiếc gian Fast Rod SRR các bác nhé. Lần đầu tiên về lại của em với bộ khung uốn lượn, đường cong rất là mềm mại trên khung xe. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc gian Fast Road SRR. Các bác có thể lên Google search thêm về chiếc xe này. Với bộ khung uốn lượn rất là mềm mại. Đây là một sự kết hợp rất là độc đáo của hãng gian, họ làm về dòng xe touring kết hợp với dòng xe đua. Xe tông màu xanh các bác nhé. Chữ gian này màu trắng và một đường chỉ sơn cam. Đem lại cảm giác rất là hài hòa trên khung xe, rất là mềm mại. Và chiếc xe này là được làm nhôm, được làm về công nghệ độc quyền Alu XSRR. Thường thì những chiếc xe trước thì em chỉ giới thiệu dòng dòng xe gian được trang bị bộ khung Alu XSL là cao nhất rồi. Hôm nay là về một chiếc SRR là cao hơn cả SL các bác nhé, cho bộ khung nhẹ hơn và bền hơn. Về những bộ khung của gian thì họ thường rất là trau chuốt về độ bền và nhẹ. Dây âm sườn cao cấp. Những chiếc xe cao cấp thì được đi dây âm sườn bên trong sườn các bác nhé. Yên rất êm của gian Connect. Rất êm luôn. Rất là mềm. Yên zin của xe. Đường càng. Vâng, phía bên trên này thì ghi đông cổ phốt nguyên zin của gian gian Connect. Có thể thấy chữ gian. Xe được là dòng touring nhưng xe được trang bị cấu hình của xe đua các bác nhé. Xe đi nhanh và lướt hơn. Siro Sora. Đây là cấu hình xe đua. 9 tốc độ, và bên này là 3 tốc độ. Cho xe 27 tốc độ. Bên cùng có chữ gian này. Đầu xe. Bánh nhôm hai lớp. Bánh đĩa các bạn. Của SR2. Hoành nguyên zin của gian. Xe được trang bị bộ lốp là 700x28C, vẫn giữ được lốp zin của gian các bác nhé. Có thể thấy chữ gian mặc dù hơi nhà sơn nhưng mà vẫn còn giữ chữ gian, có thể nhìn rõ chữ gian đây. Lốp còn vẫn tốt các bác nhé. Vỏ lốp còn rất tốt, có thể dùng được một thời gian, chưa cần thay thế. Phanh đĩa. Xe trang bị phanh đĩa các bác nhé. Dòng xe được kết hợp giữa dòng touring và dòng xe đua, trang bị phanh đĩa. Bên đây thì là đùi đĩa của FSA. Trên khung
dưới đây khung xe có ghi các bác thể nhìn rõ xe được xuất sang thị trường châu Âu và có ghi ở đây là Australia các bác nhé, New Zealand này, Australia này. Vâng. Đây là một chiếc xe gian quốc tế được xuất ra rất nhiều nước bên châu Âu. Số 2 là gian Passat SR2 các bác nhé. Thấy em. Phụ đề của Shimano Acera. Bộ lip còn rất là mới, lip 9 tầng của Shimano. Nguyên bản theo xe. Giờ xem sẽ đo chiều cao khung đứng. Xe có chiều cao khung đứng là 46 các bác nhé. Khung ngang là 49. Có chiếc xe rất phù hợp các bác từ 1m67, 1m68 trở xuống. Sẽ đi vào chuyển động 9 tầng lip. Lên lip. Lên lip. Vâng, lip của Shimano. Chuyển động rất tốt các bạn nhé. Đủ đi 2 tầng của FSA, 3 tầng của cái FSA. Lên chưa? Phanh đĩa của xe này. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian Passat SR. Chiếc xe được kết hợp rất là độc đáo giữa dòng xe đua và dòng xe touring với bộ khung siêu nhẹ Alloy SR các bác nhé. Chiếc xe được bán ở em với mức giá là 13.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm thì nhắn tin Zalo 0975709903 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.